Người dân bắt con cá lạ được thương lái trả giá 20 triệu vẫn chưa muốn bán. Sau hơn 20 ngày đăng tải trên mạng xã hội, con cá lạ nghi là cá sủ vàng của ngư dân Cà Mau được thương lái liên hệ đến xem và ra giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên người chủ vẫn chưa muốn bán với giá này. Sáng ngày 22 tháng 2, anh Huỳnh Văn Trải, 34 tuổi, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cho biết vừa nhận được điện thoại của một vị khách tên A ngỏ ý muốn mua con cá, nghi là cá sủ vàng mà anh đang đông lạnh với giá 20 triệu đồng. Sau khi xem thông tin đăng tải trên mạng xã hội, ông A đã liên hệ với tôi, muốn đến xem cá và trả giá 20 triệu đồng, nhưng tôi chưa đồng ý bán, anh Trải thông tin. Theo chủ sở hữu, sở dĩ con cá này được vị khách trên trả giá rẻ như vậy vì cá đã chết, không còn nguyên giá trị. Trước đó, ngày 1 tháng 2, khi đang kéo lưới cách đảo Hòn Khoai khoảng 3 hải lý, anh Trải phát hiện một con cá lạ trong lưới. Người chủ tàu nghi đây là cá sủ vàng, quý hiếm nên giữ lại. Cá có chiều dài khoảng 65cm và nặng 6kg. Sau khi hỏi ý kiến của nhiều ngư dân tại cửa biển Rạch Gốc, nhưng tất cả đều không biết tên thực sự của loài cá này. Anh Trải quyết định cấp đông và nhờ người bạn đăng tải lên mạng xã hội để tham khảo. Ngâm tóc vào bia trong 3 phút, cô gái rú lên, sung sướng vì kết quả. Cái kết bất ngờ khi cô gái ngâm tóc vào chậu bia trong 3 phút sẽ khiến bạn thực sự ngỡ ngàng đấy. Trong quá trình ép, uống, nhuộm, bạn đã lạm dụng quá nhiều các chất độc hại khiến tóc bạn bị hư tổn nên kéo dài tình trạng này. Trong một thời gian dài, mái tóc của bạn không những bị gãy rụng, chẻ ngọn mà còn gây ra một số loại bệnh trên da đầu như nấm, gầu, viêm da dị ứng hay thậm chí là ung thư. Chính vì vậy, để khắc phục vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, bạn hãy sử dụng cách dưới đây để mái tóc của bạn nhanh chóng được phục hồi, suôn mượt và chắc khỏe trở lại. Bạn hãy dùng 3 đến 5 lon bia. Khối lượng bia nhiều hay ít phụ thuộc vào độ dài, ngắn của mái tóc, một chiếc chậu, mũ chùm đầu. Bia chứa nhiều protein, vitamin B1 cùng khoáng chất thiết yếu của magie, giúp tăng cường sản sinh lớp biểu bì dưới da nhằm bảo vệ các chân tóc, thêm phần chắc khỏe, giảm tình trạng gầu và ngăn chặn triệt để tóc gãy rụng.